Thiếp, anh giúp em gọi anh Thiếp. Ừ. Em thấy em có gì giật xét hết mà. Thì nãy giờ mà nói tao không hiểu đâu mà. Ai, ai cũng có thân Thiếp thân hai không? Anh là anh có tiền này, thấy anh thường giúp anh em đúng không? Đúng không? Còn lên rồi ấy. Lên nghe nói rồi. Mấy người... Còn Phúc. Chung là anh em thì ở trong nhóm tao thấy mày cũng nó hơi. Nói chung là sao hay không biết nói sao nhưng mà nó cũng chưa có cái điểm gì mà đặc biệt đỡ nó hiểu không? Một khi mình trong nhóm mình phải mỗi người có một cái đúng rồi đầu quầy cái gì đó mày đừng có nhất là đặc biệt mình phải không có làm gì giống Phúc Mập nha, đừng có tham tiền tham anh nha, đừng có tham tiền tham anh nha. Cái tật đó là đừng cái nền theo nó giúp gì, cái đó là mang tiếng á, nó mang tiếng để tìm mà chứ không có được cái gì hết á. Nói nè, nói thì vừa lắm. Cỡ nó mỗi người mỗi tính, nhưng mà hôm nay anh giúp em làm tính gì? Đúng rồi, đó đó. Ai cũng biết luôn. Ta sẽ đáp đặt cho mày một cái đây, hôm nay show cái video này nè. Mày sẽ làm đi mộ, bây giờ em nằm đây, tấm hình của em trên bàn tay, chọn cách ra đi để được thanh thản vì quá nhục nhã trên đời này. Nói chung ta sẽ tạo cho mày một giờ hình tượng mà một người đặc biệt trong tim, ai cũng đều biết đủ mà đi ra đường ai cũng đều khen khen mày thì mày cứ từ từ đó ta nói hiểu không, cứ ngầu đó nói một con người thật là đặc biệt gì ta nó rất là nói chung là tao đặc biệt đây. Giờ mà một con người này sống một người là một người khó lắm, nghe không? Giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh như tao thì nó đố kỵ, nhiều thằng cũng đố kỵ ghê lắm hiểu không? Trời ghê chưa? Ghê chưa? Đồ mày mà cứ hôm nay tao sẽ tạo cho mày một thằng lộn đặc biệt VIP nè. Mà cái thằng gì mà anh thiếp nãy mày... là cái việc VIP mày không biết là thằng gì luôn á. Không, biết thì từ từ mày cứ theo ý tao. Mọi người sau clip này tên tuổi của mày sẽ là Trầm. Không ai so sánh bằng mày được đâu. Bằng danh suốt đời. Bằng danh suốt đời, một là Huy Hoàng, hai là Lan Thờ. Đi mộ, bây giờ em nằm đây, tấm hình của em trên bàn tay, chọn cách ra đi để được thanh thản vì quá nhục nhã trên đời này. Nói giỡn á, điên, tao giúp mày mà. Mày biết cái ý tao rồi, tính tao rồi. Tao rất là thương người, tao giúp người ghê lắm. Em muốn quan trọng chút đời, em hy vọng hất lại nữa. Kỳ vọng hất hất sức của anh vậy em luôn. Mày lựa mày luôn. Chọn đúng người hả? Mày đúng có một người anh thông minh mày như vậy. Mày có một người anh như tao là đúng, mày rất là ban dự rồi á. Nên hôm nay tao sẽ giúp mày. Luôn. Và các bạn đón xem mình sẽ giúp cậu em thế nào á. Sau clip này á, tên tuổi của cậu em á nó sẽ lừng lẫy khắp thế giới. Việc nào người đều biết tên cậu em này nha. Anh em ai cũng khen ngợi hết nha. Vậy nha. Cái vợ vui. Ê, đó đó. anh thấy được rồi nha cô em, được rồi, được không? Được rồi, được rồi, được không chứ? Tin tưởng anh rồi, không có tin tưởng anh. Chứ mày sợ? Tao nói mày cứ làm theo cái ý tao đi, mày tin tao đi. Muốn lên thì cứ tin tao. Em tâm tiếng của mày hôm nay này, tin thiết. Ban danh hay là không là do hôm nay này. Đừng có suy nghĩ hết, mình cứ cậu. Không có sợ hết, thằng nào hết, bố con thằng nào không sợ hiểu không? Đó đó, kêu mấy người em đây hả? Bố con thằng nào không sợ, sợ bố. Bố con thằng nào mình không sợ nhưng mà mình sợ bố mình. Đi nào một con mất đồ. Ngu lấy mẹ. Lên giờ chung chiều mình nhảy clip thì mình cho nó mẹ mày. Con nó là nhảy clip rồi lên. Bữa giờ đi con đồn lên này. Thế tao không biết bây giờ đâu. Cô em xuống nào đấy? Đâu. Cái này bây xuống số giờ kêu xuống nào. Số giờ nhà. Bây giờ ngủ trong kia có biết con mẹ đâu. Em ngu luôn đó sao biết được. Cũng là bộ nhân nhiều đó. Làm mình hay làm thật vậy. Em hay làm mình làm coi quần lên đó trời. Ai mày mất cái kêu mục lên mày. Ờ tôi cứ nó đi mất cái gầu cầu cầu. Mày cứ nó xài nó. Mày kêu mày nó mày. Cái gì vậy? Mày kêu lên mày nó. Gan hả? Anh mày mà kêu nó mày. Em kêu được cái sao? Mày để đâu nó là em với em kêu nó ngành gầu cầu đúng không? Đúng rồi. Nó gì nữa? Thiệt hả chứ? Cái quần khúc này nó không biết mà la la vậy. Mày mày ra một khúc mày. Anh em tem thì nó nói mày sao? Nó đang kêu nó mày. Thành quần khúc. Mày nghe không? Đéo. Không sao đâu. Anh mày chưa thấy buồn. Đâu cái chuyện nó giờ bắt đầu hôm nay nè. Em không hiểu sao còn chưa mấy ông kia ông. Quần ở ra cái mỏ là trước sao nó la cái mỏ gì cơ. Quần ở ra cái mỏ là trước sao nó la cái mỏ gì cơ. Mày mất gì? Mất gì? Sao? Mày mất gì không?
lấy nó mất chạy không? Mày cứ thoải mái là phúc, mình yêu được đó, đúng không? Mày cứ kêu tao là bạn bè bình thường. Mày tao cũng được, tao không quan trọng cái chuyện đó. Thấy thấy bạn hai của nước eo im ru không nói tiếng nào không? Không? Bạn hai, bạn hai như vậy. Ai bạn này? Đây nó bị anh đúng nhỉ mày? Ủa mày chẳng đi mất gì thì tự nhiên anh đúng riêng mày. Ông là kêu ông tôi được rồi, xưng ông tôi được. Thì này. Không cái đây là ý suy như là tạo cái em chuyện cảm vui vẻ đấy em hiểu không? Như là thích em kêu ông tôi được rồi đúng không? Rồi ông lớn đúng không? Rồi kêu ông tôi. Ông tôi đỡ cả anh em lớn lớn. Ý là hai cứ thoải mái cho mấy. Ừ. Đừng không phải là mất gì đây. Anh hai cứ nghĩ vậy. Như phút chưa giận lên anh em bị đụng. Mày tiền ở đâu? Mày tiền ở đâu? Nãy giờ chuyện ai giận với ông? Nãy giờ tiền đây. Sao mà? Mày tiền đô một con em mà quen rào không? Đéo. Hả? Thì thế nào một ba bên mà quen đâu đi đâu hồi xưa ông mong nghĩ là trước rồi sao á không phải. Mày xử người tao dụ ngay trước. Trước mày. Trước rồi đúng không? Mày nó bị đúng không? Mày nó ai bị ấy là nó nhỏ mà. Nó nhỏ nó mất gì mày nghi được không? Giờ mình thì chúng ta lên nhà không về mà tôi kêu á bằng bạn mình ra trao được. Nhưng mà cái là thoải mái mình làm chung mà. Mình làm chung tim mà. Nó chứ nhỏ như mày mà uống cái gì cú mày. Chết rồi chứ. Nói chung là tiền có lớn có nhỏ chưa? Ờ, hai mày điên sao vậy? Mấy bừa mà biết. Anh em quẻ có chú có đại tới mày. Đấy cái em kêu thằng mình lên gì à nó giải quyết chịu đi quá. Lên gì nó hút gì rồi. Sao nó anh lên nha, anh lên nha. Anh lên, anh lên. Anh lên đúng không? Thằng lên đi đâu không? Chứ không? Lấy cái nước ra uống của em. Cái gì? Lấy cái nước đây. Mẹ nghĩ ra cái chân nó xíu ẹt đi không máu cái bụng vùng vùng như ông vậy. Mẹ nghĩ ra cái chân nó xíu ẹt đi không máu cái bụng vùng vùng như ông vậy. Kéo to cái mũi như cậu như ở như mất chai. Mất gì dữ nghiệp. Nó lại nghe sao vậy? Tao đừng ấy. Mày thích chưa tới đâu thì tao chuyển mày tới đó. Ra đường ngõ trước ngõ sau coi chừng đầu mày bắt ra. Mày đến đây mày cũng nuôi làm cái gì. Nói đúng như đó, nói chạy cũng nào. Nó chửi tao, nó kêu tao mày nó nói đúng, nó chửi gì? Đây, tao nói đúng không? Phúc bụng bự không? Cái chân nhỏ xíu à? Nó như ông đĩa đó. Mày, nó nói đúng mà, anh quýnh mẹ mày. Mất chị với mày. Mày nhỏ, quýnh chị vậy? Đi vậy. Nó nói đúng, nó nói sai vậy. Mất chị. Thằng biểu này đi đâu vô mày ấy. Mày nghe chưa? Tao biểu này đi đâu vô đó. Ra suy nghĩ cứu tao, ok suy nghĩ hết. Anh nghệ danh xì người trâu luôn hả? Anh nghệ danh xì người trâu luôn hả? Nó đúng rồi danh xì người trâu. Mày hiểu tại sao lại đúng nó chưa? Mày nói gì vậy? Ủa em nói gì mày nói gì? Nói gì? Mày nói của em. Cái này vậy? Nói gì? Thì ra anh ông làm chứ kêu vô nhà. Tôi suy nghĩ mấy chú làm nhớ. Tao công việc mà tự nhiên biết rồi đến đây. Đại ca mà đứng rồi. Ok ông công việc chưa mà cái xác xì đâu? Mày trốn ở đâu? Mày trốn ở đâu? Ở đây nhà nghỉ chú lại chịu làm. Tao bờ nó nãy giờ mà anh thấy nó thú nãy giờ mấy nãy anh hai nó cho nó kêu anh đi chơi giờ anh chị báo nó sao giờ nó mất chị anh hai giờ nãy giờ nó kêu anh bạn đi anh chưa đâu đi mà có bạn bạn bè bình thường đó anh em mình làm nhóm mày học ai hổ má vậy của em hả ừ. Nãy giờ nó anh mà nó kêu bạn mà mày nó kêu đi mình kêu giải được cái sao đâu mà đúng không bình thường kêu phải bình thường đúng không bình thường với gì đâu mà nó kêu anh bạn bè mày tao đéo trả lương nó chết mẹ luôn bạn bè nghe hàng đó cái dây xong nụng lên đưa lương mày. Nói vậy sao? Đúng không? Ba tao nói đúng không? Sao mày không muốn gì mà dưới? Mày muốn nấu mày vậy chứ tao hầu trước tụi mày nói nhảm gì nói vậy? Bên lòng này sao mày? Đang nói chuyện với bạn trước đây mà. Sao? Đúng không? Đúng bạn trước. Đúng không? Xài tao muốn nước nữa tự vô múc nước uống nữa. Tụi mày nấu nó xài đó. Dưới mày. Cái ổ tay tao đi vận động chứ đúng đâu. Nghĩ ra cũng có hai tay hai chân mà không chịu làm cứ xài. Đúng không? Tụi em nói câu này đúng nè. Tao cắt nhận. Đúng. Nó thích nói là nó mập. Cái sao nữa nó nói đúng mà. Nó xin mất chứ mà. Cái bụng bự đó mà. Cái sao nãy thằng quen nó chặt khúc đây. Cái chặt không phải là nó chặt mà nó nói đúng. Còn kia nó bực. Cái đường này về xài nó đi. Nó kêu đúng không? Cái chân này sao xài. Nói là đúng hết. Đúng không? Nhưng ông cứ nghe ông không chịu vô lậm mà ông sai rồi sao? Đúng không? Trong giữa ông có tay có chân đàng hoàng. Đó mà đi chứ. Vậy ai nhỏ? Cái cũng lớn với ai còn nhỏ nữa. Thì em là nhỏ tuổi nhất. Nhỏ tuổi nhưng mà cũng lớn dày vô kêu cũng vậy sao? Nó ngại đáng lẽ tụi tao cho nó mày kêu nó bằng anh đó. Ừ. Chứ không phải đâu. Mà tao cỡ tao kêu bạn tao một tiền cũng được. Sao? Bởi vì mày cho nó kêu nó bằng bạn luôn ấy. Bình thường tao là bình thường cho tôi. Gì? Tôi sẽ... Gì
đâu mà lời nói không mất tiền mua mà. Mày kêu nay bạn gì? Bạn hay. Mày bình thường quá, tao thấy bình thường đúng không? Một khi mình anh làm chung anh nhậu gì đó, một cái tiếng lời à mày tao đúng không? Mày không phải nhớ mày. Biết tao đã kêu bạn đúng kêu mày không? Tao đúng không? Tao biết kêu mày. Tao kêu bạn tao mà kêu đâu kêu bạn này. Sao đâu? Mất dạy quá mày ơi. Gì đâu mất dạy kêu trước mày rồi chứ mày kêu mày rồi. Đúng không? Tao giờ không kêu mày. Kêu chứ mày. Mày kêu đúng đầu rồi thiếp. Đúng đầu nó nhớ mày bị nó nhớ mày. Đừng có cho nó giải chứ đi. Mày nhớ đúng không? Đúng rồi gì gì. Cúc mà mày nhớ mất dạy đi uống nước. Mà mày nhớ nha. Cái gì đừng sai tao gì nữa nha. Có gì đằng kiếp luôn. Đừng có gì anh em chị. Cái gì trời đất mày nó điên vậy. Mày điên sao mày nói chuyện mất dạy dữ mày. Mày dữ mày. Ờ. Mày cứ là có mày không mà rửa. Mày cứ là có gì à? Mày giỡn đúng không? Mày giỡn đây hả mày? Mày cứ là câu đúng không? Ờ. Đưa. Mày nó ném đúng không? Bữa đây không? Đùa đổi ai nhiễm tóc của nữa chứ. Ờ, nó ném vào mày. Chắc là nó nghe bạn bè nó giờ. Mình hình như là đủ mấy con súng rồi trâu. Bạn bè nó này. Đúng là gần đèn, cầm mực thì đen, gần đèn thì chết. Mẹ mẹ nó đâu? Cái gì đó mày gặp. Em tui có nhiễm tóc này đúng không? Đâu? Mẹ mày đây mày đi nói đó. Sao ai gọt? Đâu nó nói đúng rồi. Cái gì? Cầm hai tay gàng hoàng nhớ làm gì cái vậy? Tụi vậy? Tao tới mày đi này kia. Nói gàng hoàng không phải cười cười mày tao đúng giỡn sao vậy? Mấy nãy rượu mày mấy cái trâu chịu quê tao tao thấy tao mệt rồi tao nói. Dù một cái nước ra uống mày này. Còn phút nữa. Kêu ai mày? Mày đứng đó mày đi vậy? Mày nói giận quay. Giờ chưa tới tao kìa. Cái gì? Ông nội mày không biết dạy thằng cha mày. Để cho mày đi phá làng phá xóm. Tao quánh chết cha mày. Cái thứ mà con quan chết cậu. Thôi nói gì nói lại coi. Cái gì? Anh em còn tay còn chân nha. Nói tôi nha. Cái gì? Giờ muốn sao? Sao mất dạy mày? Thả nói chuyện. Sao? Mất dạy mày. Mất dạy gì nói anh em. Mà nãy giờ anh em tìm đâm đắt cái mẹ. Nói nó chứ ngoài cái gì chứ ngoài ăn. Ông em gì kia sao phải chứ ngoài luôn. Mẹ nghĩ đi không? Thằng nào vậy? Ngào. Thằng nào vậy? Thằng nào vậy? Mày nói là thằng nào vậy? Gì? Lên thấy được không? Anh nghe trong tim mà không làm chạy được không mày? Để nó dậy cho mày chứ. Dậy gì? Trời ơi. Hả? Thằng này dẫn mày. Đúng rồi, mày nói đi. Đâu? Đưa mày đi luôn hả? Sao? Sao? Quay mày. Mày chứ làm sao nghĩ điên không? Mày điên
về trời, muốn quỷ mất dạy dư quá. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Quay dắt đâu đây? Quay sao này? Ai chú quay? Ai chú? Ai chú? Một chưa ai chú? Sao mà nói chuyện mất dạy của em? Anh hai. Rồi nhau. Nhỏ sao? Kêu mày tao để hử? Nhớ nha mày. Được. Nếu mày nói sao được? Hai gớm đâu em kêu anh. Nói mày nhỏ. Thì học lại cái tính này trao bò với mấy thằng nào á. Tao đi kêu anh hai rồi vô giải tính này chứ. Thằng này nào mày? Thì nó dùng thằng này anh ta chối đi trao. Tao tiêu tao đặt anh em đồng hoàng tự nhiên. Mình đi xuống mình đó bữa nay tao cũng không kêu tao đi biết luôn. Điều gì nó mất dẹp. Tao tao anh em ấy tao. Dạ đấy đừng trách nữa nữa. Không sao. Thì sao đỡ cho anh hai chứ một phút vậy chứ. Trời lẫn được. Anh hai. Thằng của em phút. Muốn đó này. Cái gì muốn cái gì? Để xuống. Mày làm gì mà dạy tao? Mày làm gì mà dạy tao? Ông nào mà dạy được mày tao vậy mày. Để xuống này. Cái gì vậy? Mày làm gì mà dạy tao? Tao là thấy mày ông già mày nhà này mày. Đâu? 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 Coi sao quýnh đó? Tao thấy ông già nó dạy thôi. Đâu? Đâu? Một. Nó quýnh tao mà. Mẹ con đừng quýnh tao. Đừng quýnh tao. Đừng quýnh tao. Ê mày đi sao vậy? Ông già tao chỉ nó được không? Không chứ tự nhiên cái gì quýnh tao. Ai biết nó không? Chết rồi, ghế mẹ cái tay nó đâu? Ghế tay không? Không gần tay không chứ không? Mày nhó mà mất vậy. Sai cháu quýnh gì mà kỳ đây đó? Gì mày quýnh gì tay mày? Tao mày nhẹ đi. Đi trời. Không yên dân đi hả đi. Tao tao gì tao nói ông già nó vậy nó nữa. Tụi đó tao nói chuyện đó tao điên nha. Em đi ở nhà trước đi bộ. Đi với mày, đó đó. Anh em đi vô đỡ tao vậy. Đừng quýnh nó nữa. Không mày đừng quýnh nó nữa. Nhớ mất vậy. Đó, đó, tao chờ đó, tao mất vậy. Mà mất vậy dữ vậy, sao vậy? Vô nhà mày. Vô nhà mày. Chết rồi. Sao của em? Cái đầu này. Thiết em được chai gì cho? Mày làm cái gừa của mày của em. Được. Được, tao thấy mày quét được quá. Dai dai gì vậy? Tao thấy mày quét được quá. Úi dồi kìa. Dai dai được không? Hả? Ăn trước ra được không? Được rồi, tao thấy mày quét. Mày xuống xe. Ăn trước tao xuống cho ông thôi. Cái mày làm tao đây tao thấy mày quét được quá của em. Cái dai gì mà máu ngắn cái dữ ta? Hả? Cái dai gì mà máu ngắn cái dữ vậy? Mà sao clip đây mà sẽ biết, mày sẽ nấu. Nấu gì? Dai cũng mà dai gì vô? Mày dai mà không biết dai gì nữa nè. Dai cái gì hồi máu có mồm miệng ra nói khoác. Rồi quấn cò cá đồ mày. Rồi chữ liền. Mày dai gì nấu tiếng khi á. Mùi dai đó mà không nấu nữa. Dai gì vô? Cái dai mất vị đó. Cái dai mất vị đó. Mày nấu cái đúng đâu. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào? Tao lụi, bè ba dai vậy anh thức. Thì đâu, mà vui không? Ồ, vui quá. Ông quýnh cậu dưng, cháu bợn người vui. Ông quýnh chơi ra là đủ mập mà nên mày ốm me, tao quýnh mẹ. Thịt mẹ bầm mày mập ra xíu. Chụp thấy mày xương ốm me không? Đụng tay chân, lỡ liếc. Bụng anh bè cái dai rồi. Em cũng vậy mà muốn nấu là phải giấy chứ điên thầy. Hôm nay em cũng không nghĩ là nghĩ ra chứ. Cũng nghĩ chỉ bị mày lừa ấy. Lừa cái gì đâu mà lừa mà điên thầy. Dài đó mà lừa. Dài gì? Dài đó dài mất dạy nó quýnh mày đúng đầu với lừa cái gì. Mất dạy không lừa tôi. Thế đâu?